Chào các bạn. Hiện tại tôi đang ở làng cổ Phước Lộc Thọ tại huyện Đức Hòa. Thì nơi đây có khá là nhiều cảnh đẹp để mà chúng ta có thể là thư giãn, chụp hình để mà sống ảo. Thì nếu mà bạn nào mà có hứng thú về việc chụp hình hay là quay video thì đây là một nơi rất là phù hợp, đặc biệt là đối với những nếu mà chụp cổ trang. Tại vì đây làng cổ này thì nó có nhiều cái cảnh vật liên quan tới kiến trúc cổ, như là nhà cổ, mấy cái vật đa số là đồ cổ. Cho nên là nếu mà chụp hình mà hóa trang theo kiểu cổ trang thì rất là hợp luôn. Còn nếu mà bạn nào mà quan tâm đến vui chơi giải trí như là ăn uống hay là các trò chơi thì ở đây là không phù hợp đâu. Chính là ở đây là chụp hình hay là quay video sống ảo thôi. Thì hôm nay tôi đang ở đây để mà trải nghiệm những cái thước phim hay là những bức hình tại làng cổ Phước Lộc Thọ này. Nào mời các bạn theo tôi và cùng trải nghiệm.
inside lane. Missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch in the manual. Don't you wanna feel feel.